Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với Hà Nội Pet Shop. Hôm nay là chủ nhật, mình vừa về rồi common snapping các bạn này. Mình có rất nhiều khách order về common snapping này nhé. Nhiều loại màu sắc khác nhau, nó size tương đối to. Mình có thước cho mình tầm khoảng 5-6-7, có con nhỏ hơn một tí. Nhưng đa số con to các bạn ạ. Thì sau này mình đang để là 200k, rất là khỏe, không một nấm gì bạn, bao nấm lỗi các bạn nhé, không lỗi gì cả, hàng mới về rồi siêu khỏe. Đây là con rùa câm này. Rùa common snapping là cái loài rùa ở Mỹ. Bây giờ thì nhiều trang trại nuôi được rồi, sinh sản rất tốt, phù hợp với khí hậu và nguồn nước ở Việt Nam, nuôi rất là dễ. Khả năng săn mồi thì cực ngầu luôn. Ngoài ra thì mình còn có rùa câm các bạn. Này rùa câm mới về rất là khỏe bạn nhé. Rùa câm thì nó không bao giờ bị nấm lỗi các bạn ạ. Các bạn nuôi rùa khác thì sợ nấm lỗi, bởi mai rùa câm rất là cứng và nó rất là phàm ăn, cho nên là rất là khỏe các bạn nhé, không lo lắng gì hết khi nuôi rùa câm này. Giá cũng rẻ, tương đương với common snapping thôi. Đây mình đang lăn tăn cái con này là con rùa gì, nó cùng trong lô rùa câm, mai nó phủ rêu, chân thì nó giống như kiểu chân rùa vàng ấy, có thể con này bị lai các bạn ạ. Cái yếm nó không phải màu đen, cái yếm rùa câm màu đen này nó bị lẫn trong lô rùa câm, mai nó phủ một lớp rêu vô cùng đều các bạn ạ. Da thịt là màu trắng, bụng nó màu trắng luôn. Con này có thể là bị đột biến gen các bạn, trắng lắm, con này siêu đẹp. Bạn nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với số điện thoại của mình nhá. Con bé này thì bán giá khác, nó rẻ thôi. Shop mình là shop bán hàng rẻ nhất và còn bảo hành nữa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.